Mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, chào em. Em chào chị Nam Thư xinh đẹp ạ. Rồi, ngồi đi em. Và bây giờ xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Đó, bây giờ anh trai, bên đàn gái đã xuất hiện rồi. Giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư xinh đẹp, chào bạn gái bên kia với toàn vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Tin. Em năm nay 33 tuổi, em hiện tại là kinh doanh thời trang. Kinh doanh thời trang? Vâng. Thời trang nam giới hay thời trang nữ giới? Nam giới ạ. Nam giới hả? Vâng. Em kinh doanh thời trang ở đâu? Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Đồng Nai. Vâng. Quê ở đâu? Em quê Hà Nội. Hà Nội, rồi vào Nhân Trạch, Đồng Nai sinh sống. Vâng. Rồi, bây giờ mời bên đàn gái mình giới thiệu về bản thân. Mời dạ, em chào chị Nam Thư, em chào anh Quỳnh Linh và anh bên kia, quý vị khán giả. Chào em là Kim Loan, em là 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là make up dạo và em dạo được 8 năm hơn ở trong showbiz. Hèn chi. Trời ơi, mày bước lên chị thấy quen quen. Ủa sao, nghề này quen quá. Ngoài make up thì em cũng là cô giáo dạy trang điểm luôn. Em dạy chuyên nghiệp và cá nhân luôn. Thì ngoài dạy thì em buôn bán thêm mỹ phẩm. Vậy em đã từng make up cho chị chưa? Dạ em từng làm cho chị rồi. Mà chắc chị không nhớ. Sao mà không nhớ được? Bởi vì chị nói, ủa cái bánh mèo này quen quá. Trời ơi, gặp lại người quen. Đây. Coi gì mà nói gặp người quen ha. Bên đây tôi cũng gặp người quen ở Nhân Trạch à. Bây giờ em hãy nói cho bên đàn gái biết gọi là ưu điểm và khuyết điểm của em. Ưu điểm em thì em biết nấu ăn, biết dọn dẹp, nói chung là mọi thứ trong gia đình em đều biết sửa chữa hết. Em ham mê kinh doanh. Đam mê kinh doanh. Vâng. Em kinh doanh được bao nhiêu năm rồi? Em kinh doanh được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Vâng. Mới lại đang lấn sân vào bất động sản nữa. Ồ. Vâng. Vậy là tốt rồi. Rồi những cái khuyết điểm của em là gì? Em khuyết điểm thì người hơi hơi sao? Mất tự tin đi ạ. Kinh doanh mà có gì mất tự tin, mình phải bản lĩnh lên chứ. Vâng, với lại em sống có nội tâm, sống trách nhiệm với gia đình. Rồi mời Loan, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Thì ưu điểm của em thì là người vui tính, hay chọc người khác cười. Và em thì thích bày biện nấu ăn. Nhưng mà nhược điểm thì super nhát giọt. Lười giọt. Lười giọt. Em yên tâm đi, anh chịu khó dọn dẹp lắm, anh gọn gàng lắm ạ. Em còn cái điểm yếu của bản thân nào nữa không? Ví dụ như là điểm yếu của em thì là não có vàng, hay quên. Dạ đúng rồi. Rồi có hay thích nên ngủ không? Ngủ dạ là có. Tắt điện thoại, ngủ là ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Ngủ thì em hay để chế độ máy bay luôn. Để chế độ máy bay luôn. Giống vậy á. Anh mạng. Cũng ngủ là anh để chế độ máy bay à? Dạ. Đàn trai ơi. Dạ. Vậy bây giờ mình nói về tình trường của đàn trai được không? Vâng ạ, em trải qua hai mối tình. Mối tình gần nhất đây thì em chia tay được gần một năm rồi. Vì lý do bạn gái đi công tác ở bên nước ngoài. Vâng, nên là xa mặt cách lòng nên chia tay ạ. Rồi bây giờ còn bên đàn gái, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình. Mối tình của em thì kéo dài 4 năm. 4 năm? Vậy lý do chia tay là gì? Kiểu mà em đi làm thì đi sớm về khuya thì lần nào cũng đưa rước, xong rồi bắt đầu thời gian bắt đầu em đi làm suốt và giãn dần ra, không còn quan tâm, rồi không còn chia sẻ em như hồi trước nữa, bắt đầu tình cảm nó nhạt. Bây giờ thì chúng ta cho biết rằng một nửa yêu thương của mình đang suy nghĩ thế nào. Mời em trai. Em trước khi đến đây em hồi hộp từ tối hôm qua, em cũng tò mò không biết là mẫu người yêu mình như thế nào. Nhưng mà em có hình dung rằng cái người ngày hôm nay có duyên ngồi bên kia là người như thế nào không? Em nghĩ là người dòng dòng cao, dễ nhìn. Dễ nhìn. Vâng. Cao khoảng mét mấy? Em nghĩ là 1m6 ấy. Tóc màu gì? Tóc tai thì em không nghĩ đến, em không quan trọng ạ. Tóc cô make up chắc nhiều màu. Vâng. Dạ đúng. Màu rất sáng. Vâng. Theo quan điểm của em á, là người yêu của em phải là một mẫu người như thế nào? Em thì không cầu kỳ lắm. Quan điểm của em là cái nhất là hai người thương yêu nhau, chia sẻ tình cảm. Cái thứ hai là phải có hiếu với cha mẹ. Em thì có hiếu á. Anh thì có hiếu với cha mẹ lắm. Ai cũng có hiếu cho mẹ hết trơn á. Cái tiêu chuẩn này đơn giản lắm. Loan, bây giờ em nói về cái mẫu người lý tưởng mà em mong muốn đi. Mẫu người lý tưởng của em thì em cũng không yêu cầu cao. Thì cái người đó phải thông cảm, chia sẻ được cái công việc của em. Thì chị cũng biết rồi, đi quay mà.
thì nhiều khi mình có thể đi sớm thiệt là sớm và về trễ thiệt là trễ. Nhưng mà có nhiều ngày thì mình cũng nhận mấy cái job á, thì mình có thể đi liên tục vài ba ngày liền. Và đặc biệt là không gia trưởng. Em không thích tính gia trưởng. Gia trưởng anh, không gia trưởng em ơi. Còn gì nữa Loan? Không hút thuốc, nhậu thì... Không. Không nhậu luôn. Không. Nhậu không luôn. Ngon rồi, còn gì nữa Loan? Không, nhậu thì có, thì cũng có được. Nhưng mà tùy trường hợp để mình nhậu thôi. Anh phải là... đi vui vẻ lắm thì anh uống một lon là rất say rồi. Rồi bây giờ anh sẽ qua gặp cô gái. Chào em. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng em tưởng tượng ra trong giấc chiêm bao của em là người thế nào? Chiều cao thì em hy vọng là trên 1m7. Trên 1m7? Dạ. Thừa đấy em ạ. Thừa. Thường make up hay quen đạo diễn lắm á. Đạo diễn thì em cũng biết nhiều nhưng mà em không có quen. Vậy anh phó đạo diễn rồi. Có quen ai trong nghề chưa? Cái này chị hỏi thẳng thắn. Dạ, cái người mà đầu tiên với em là người trong nghề. Nhưng mà bữa nay anh hết làm nghề luôn rồi. Quen sao mà đang quen người ta xong người ta bỏ nghề luôn rồi. Ác vậy sao? Sao em chắc không biết được. Chắc là cấm làm nghề á. Đúng không? Tại vì chắc hết duyên với nghề. Nhưng mà thật sự ra là cái người đó vẫn đam mê với cái nghề. Thôi giờ vậy nè. Dạ. Thì anh muốn là phải tìm cho một cái người nào mà đồng điệu với em. Dạ. Thì cái hồ sơ tụi anh so lại gần như là những cái gì thích và không thích nó hợp với nhau lắm luôn á. Dạ. Cái quan trọng là hai người gặp gỡ nhau thôi. Dạ. Bây giờ thì anh thấy cô gái bên kia cũng xinh đẹp. Vâng. Ha. Make up mà. Giờ tới em. Em cũng tưởng tượng rồi. Cô đấy làm nghề make up luôn luôn làm cho người khác anh đẹp. Anh không thích đấy. Mẫu người phụ nữ như thế nào? Xe xua quá, mới lại chơi bời. Em không thích, tại vì em thích người phụ nữ gia đình một chút, hiện đại một chút. Em cần nhất là cái tình cảm thôi. Chia sẻ nhau. Bạn gái bên kia mà không làm shopping nữa thì về làm make up ở nhà được. Em sẵn sàng em mở showroom cho. Trời ơi, sao em thấy sao Loan? Được đó. Thôi đừng đi phim nữa, em cực quá. Chị thấy là cực thôi. Được rồi, đừng đi phim nữa. Dạ. Cực lắm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi cho gặp mặt luôn ha. Dạ. Loan đi với ai Loan? Dạ em đi với chị gái và em gái ạ. Chị ruột hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ rồi, xin chào chị gái và em gái của Loan. Mình thấy sao? Thấy bên kia sao? Dạ thì em thấy bạn nam này thì cũng là cởi mở, nói chuyện cũng dễ gần. Và để có hai người có thể có mặt tại buổi quay ngày hôm nay thì em nghĩ đó là cũng là một cái duyên rồi. Cho nên có thể là bấm nút hay không thì em vẫn tôn trọng ý định quyết định của con bé. Rồi cảm ơn người nhà của Loan. Xin mời người nhà của đàn trai ạ. Anh đi với anh trai. Em đi với hai anh họ với lại bốn người bạn với một đứa cháu ạ. Rồi mời anh họ. Em xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Minh Thư. Xin chào khán giả trong trường quay. Mình là anh trai của Tin. Nói chung là nói với Tin là bạn gái bên này nhìn rất là dễ thương. Mình chấm rồi đấy. Nhìn thì vừa hiện đại vừa pha truyền thống. Nên là hợp với ý của Tin. Thì mong sao hai người tạo cho nhau cơ hội để bấm nút để hẹn hò. Chưa nhìn hai người thấy hợp nhau lắm. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào. Bắt đầu đi em. Lần gặp đầu tiên anh có bó hoa tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà. Tại vì mấy hôm nay em bận cho nên em viết vội cái dòng thư cho anh. Anh cảm ơn. Rồi, mình có thể đọc bức thư đó được không Loan? Đọc đi em. Trong cuộc sống này sẽ luôn có một ai đó ở một nơi nào đó đã được ông trời để dành riêng cho bạn. Để dành 6 năm rồi đó. Sau lần gặp đầu tiên này thì em nghĩ anh như thế nào? Nhìn anh sáng sủa, được trai. Còn anh thấy em xinh xắn, dễ thương. Thế em quan niệm nào về tình yêu, về gia đình? Quan niệm về tình yêu gia đình thì người yêu mình phải biết nhường và người chồng cũng phải biết nhường. Cái đó thì anh hiểu. Anh thì lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ. Dạ. Anh lúc nào phụ nữ là hàng đầu. Dạ. Anh không nóng tính hay gì, nói gì gắt ghen với phụ nữ. Anh hỏi một chút này, thế ví dụ mà bây giờ hai đứa mà đến nhau ấy, sau này mà có kết hôn ấy, thì em có nghỉ được cái nghề ấy hay không?
anh có nuôi được em không em mới nghĩ chứ. Cái đó thì anh đảm bảo anh sẽ nuôi được, 100% anh nuôi được. Em thích làm kinh doanh, làm cái gì anh cũng làm được cho em. À, vậy anh thì có khả năng làm được. Dạ. Không phải nghĩ mà có thể di chuyển cái nghề của em về Nhân Trạch. Anh mở cái showroom chứ không phải là nghỉ. Nói nghỉ thì cũng được, bởi vì cái nghề của người ta đôi khi người ta đam mê người ta làm chứ. Không phải là em là muốn là về sau này về hai đứa ở gần với nhau ấy, chứ em muốn là kiểu là mỗi người đi một nơi ấy. Không, tức là về đó mở showroom tại nhà thì làm tại mở showroom nhà ấy. Thì chỉ cần không đi phim nữa là được rồi. Em thấy sở thích như thế nào, hai người có thể trao đổi với nhau đi. Em thích đi du lịch không? Thì có ạ. Em anh thích rất là thích. Anh thích du lịch, nếu mà có cơ hội ấy, anh đang dự định Tết này là anh muốn là nếu mà chúng ta được đến với nhau ấy thì anh sẽ đưa em đi du lịch. Em thích đi đâu anh cũng đưa đi à? Dạ vâng ạ. Rồi quan điểm về con trai hay con gái gì đi? Mình em chia sẻ em không? Em thích con trai hay con gái? Em thì trai gái gì cũng được. Con cái thì trời cho mà. Anh thì thích con gái nhiều hơn là con trai. Sao vậy? Tại muốn cưng chiều con gái, có con gái cưng chiều. Gái dễ thương lắm ơi. Anh thích con gái hơn. Còn dễ thương hơn nữa. Như anh Quyền Linh ấy rồi. Nãy giờ em nghe anh nói tất cả mọi thứ, em cảm nhận thế nào về người đàn ông đối diện này? Nói chung là người đàn ông, nếu như lời anh nói và cái điều mà anh thực hiện sau này thì anh là cái người mà mẫu bạn trai lý tưởng của em. Anh nói là anh làm được chứ anh không nói để không. Em thì cái người em là cái muốn là cái người là phải hành động chứ đừng lời nói thôi. Với kinh nghiệm của anh đó, dạ, đây là những lời nói chân thành đấy. Dạ. Một người đàn ông anh nghĩ rằng cũng rất là bản lĩnh và có kinh nghiệm sống, có những sự trải nghiệm cũng già dặn trong cuộc sống. Đây là cơ hội để cho hai người có thể mở lòng mình ra để tiếp nhận những cái tình yêu. Quan trọng là kiểm tra lại con tim của mình nha. Quyền bấm nút do các bạn. Mình không thích, không rung động, đừng bấm. Chúng ta không bấm vì một điều gì cả nha. Rồi bây giờ mình có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình nha. Hãy cho chúng tôi biết trái tim của các bạn có thật sự rung động hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng em. Nắm tay nhau nào. Bây giờ nè, có chị của Loan đó, mình nói gì đi. Hôm nay hai đứa em cũng đến đây cũng làm cái duyên. Em xin chị cho hai đứa em tìm hiểu nhau rồi đến sau này về chung một nhà. Em xin hứa em sẽ bảo vệ Loan và che chở cho Loan. Em xin chào chị cho em hơn Loan. Thank you.